đi vệ sinh sau đó rồi lên xe luôn ha. À, xin chào các bạn. À, chào các bạn đã đến với kênh Kim Hòa Thời Trang và Cuộc Sống. Và tiếp theo ngày hôm nay thì Kim Hòa sẽ về Sài Gòn để có việc. Và đây mình đang đi trên cái đèo Prenn nha. Và mình rất là thích review đoạn đường này, bởi vì cái đèo Prenn mới làm quá đẹp. Thì hai bên đó mình sẽ ngắm những cái rừng thông, những cây thông già một hai bên rất là đẹp các bạn. Đó, thì như các bạn nào mà có thích ngắm thông thì cùng với ngắm với lại Kim Hòa nha. Còn không thì mình có thể tour qua thôi. Và đầu tiên mình cũng chúc cho cả nhà mình một ngày, một buổi sáng thật là bình an, nhiều sức khỏe nha các bạn. Đó, các bạn có nhìn thấy những cái cây thông cao thiệt là cao không? Nó rất là thơ mộng mà chỉ có Đà Lạt mới có thông nhiều thôi các bạn. Chứ ở chỗ khác thì mình không biết nha, mình không biết những cái rừng núi ở ngoài Tây Bắc hay chỗ nào có thông hay không, mình không biết tại mình chưa tới. Nhưng mình thấy sao Đà Lạt nó mọc thông rất là nhiều luôn. Lên xe thì mình có nước mình uống ha, mình không cần phải mua. À, vé xe của Phương Trang là 290.000 một chuyến một người nha. Đó thì mình nằm là ghế giường nằm nha các bạn, thì mỗi người một cái phòng riêng biệt như vậy á, rất là thoải mái. Hôm trước mình có đi rồi thì hôm nay mình đi nữa. Rồi mình đã đi hết con đèo của Prenn rồi, đèo Prenn rồi thì bây giờ mình sẽ quay ở phía dưới. Mình chuẩn bị mình vào cao tốc nha các bạn. Mình vào cao tốc của Liên Khương đó. Mình đi chuyến xe Phương Trang thì người ta trên đoạn đường đi đó các bạn, người ta sẽ ngừng lại cho mình là khoảng 3 chặng đường. Thứ nhất là mình sẽ ghé ở trạm dừng chân của Đức Trọng. Trạm dừng chân của Đức Trọng của Phương Trang đó các bạn, là để người ta lấy hàng, để người ta lấy hàng mà ký gửi để về Sài Gòn đó, hoặc là người ta sẽ đón khách ở ngay cái bến này đó. À đây nè, đó người ta vào đây để người ta lấy hàng để chuyển hàng về Sài Gòn, sau đó rồi người ta đi tiếp. Tiếp tục là người ta sẽ ngừng lại trạm ở Di Linh. Di Linh là một cái thị trấn ở trong cái tỉnh Di Linh đó nha các bạn, cũng thuộc Lâm Đồng luôn. Thì cái huyện Di Linh đó, thì để cho các hành khách có muốn đi xả chết thì hãy xuống đây. Và sau cùng là mình sẽ ghé ở Bảo Lộc. Đó, mình để dùng cơm trưa ha. Đây là cái trạm bước vào thành phố Bảo Lộc. Người ta ngừng đây để cho người mình đi vệ sinh, để xả stress.
rồi sau đó rồi chừng khoảng 10 phút thôi, 5-10 phút thôi thì mình sẽ đi tiếp này các bạn. Và cái đoạn đường mình đi tiếp này á, thì mình sẽ ngừng ở ngay cái chỗ mà Đồng Nai, khi mà mình đã qua cái đèo Bảo Lộc rồi đó các bạn. Đây, mình sẽ qua cái đoạn đèo Bảo Lộc này rồi, rồi một lát nữa mình muốn ngừng cơm trưa đó, là mình dừng ngay cái chỗ mà Madagui đó, ngay cái đoạn đường đó đó. Thì nó là trực thuộc tỉnh Đồng Nai nha các bạn, chứ không còn ở Lâm Đồng nữa. Còn đây là mình đang đi trên đoạn đèo của Bảo Lộc nha. Thì cái đèo Bảo Lộc này á, cách thành phố Sài Gòn khoảng 158 km nha các bạn. Cách biên giới giữa tỉnh Lâm Đồng với Đồng Nai khoảng là 23 km. Chiều dài của đoạn đèo là khoảng 10 km. Đó thì theo như là mình tra ở trên Google thì người ta nói như vậy ha. Thì cái đoạn đèo Bảo Lộc này nè, nó có nhiều cái khúc cua cũng nguy hiểm lắm. Đó, thì nó có qua một cái đoạn đó là hồi xưa đó các bạn, có một cái câu chuyện đó là một cái miếu Ba Cô đó. Cái miếu Ba Cô đó thì rất là linh thiêng đó các bạn. Thì mình đi ngang đó mà người nào tin tưởng thì hãy vào thắp nhang để mà cúng bái ha. Ba Cô đó rất là linh. Ngày xưa đó thì mình đi theo công ty á, thì hay ngừng lại đó lắm. Còn bây giờ những cái xe mà di chuyển khách chẳng hạn như là những cái hãng, cái nhà xe khác ngoài Phương Trang với lại Thành Bưởi ra đó, thì người ta đi á, ít khi nào người ta ngừng ngay chỗ đó lắm. Tại vì ngay chỗ đó nó cũng là một cái dạng như là một cái điểm để tham quan cho biết. Thì những khách du lịch nào mà đi mà xe đoàn thì mới ghé thôi. Mình đi xe như thế này lên xuống thì không có ghé nữa. Nhưng mà thôi mình đi qua bên đó mình cũng sợ, mình cũng giấy thầm trong bụng cho yên tâm ha. Thì các bạn có thấy ở trên đèo này nè, đó nó có một cái những cái áng mây ha. Hôm nay là trời thì mưa bão đó, hôm nay trời mưa dầm luôn á. Thì mình thấy ở phía trên đó các bạn thấy không? Đó, thấy không? Mây nó là đà, mà nó làm như nó tạo cho nhìn thấy giống như sương mù vậy đó. Đó, những cái áng mây mà nó là đà ở dưới núi ha. Đó, mình thấy mình ngắm cái cảnh này mình thấy đẹp quá, cho nên mình phải review cho các bạn cùng xem luôn. Thấy không? Nhưng mà dây điện nó bắt tùm lum hết trơn á, nhìn mất đẹp đi. Hồi đó mình lên cái đèo mà cái đèo Hải Vân đó, mình có review lại cũng rất là đẹp luôn các bạn. Đó, các bạn có thấy là làm như là nó những cái mây mà nó đang là đà ở phía dưới, mình cứ ngỡ là sương mù ha, nhưng nó là mây, nó là đà đó các bạn. Thấy không? Mình ngồi ngay cái cửa sổ mình mới quay được chứ, mình ngồi phía trong sao quay. Thì mới đây ở trên đèo này cũng có ba người đàn ông tử nạn ở chỗ này nè. Trong cái thời gian mà mưa bão đó các bạn, hồi năm vừa rồi đó, sạt lở đất đó, chôn vùi ba người đàn ông. Và người ta cũng đã lập một cái miếu thờ mà mình không biết đoạn nào, bởi vậy đi đường cũng nguy hiểm quá. Cho nên khi đi thì các bạn hãy nhớ là cũng thầm vái. Những người nào có đạo thì nên thầm này cầu nguyện ha, để cho mình đi tới nơi về tới chốn bình an. Rồi bây giờ mình sắp sửa tới ngay cái chỗ mà ăn cơm trưa rồi các bạn. Rồi các bạn thấy không? Đó, mây đó, mây nó đà đà đó. Ôi ôi, cảnh đẹp quá ha. Rồi bây giờ mình sẽ xe sẽ chuẩn bị đi xuống đèo rồi. Mình lên đèo đó các bạn, có thấy không? Cái lỗ tai mình nó kêu ù ù ù ù. Đó, khi mà xuống đèo rồi thì mình cảm thấy nó nhẹ nhõm vô cùng. Và mình sẽ bước vào tỉnh Đồng Nai và mình ghé ở cái chỗ trạm dừng chân ở ngay chỗ này là Thành Bưởi ngày xưa đó các bạn, quán cơm Đồng Tháp á. Đó, bây giờ mình sẽ ghé ngay cái chỗ này là trạm dừng chân của Madagui nè. Đó. Và mình vô đây mình được 30 phút để mà ăn cơm trưa, muốn ăn gì ăn đó. Rồi sau đó mình đi vệ sinh là mình lên xe mình đi tiếp. Rồi bây giờ mình sẽ đi xuống nha, mình đi xuống để mình coi mình ăn cái món gì ha. Đó, cái đường đi nhỏ xíu thấy không, vừa đủ một người đi thôi. Nó có là giường, cái phòng nó có là bề ngang là 3 phòng nha, mà bề dài là khoảng là khoảng mấy này? Khoảng mấy phòng, khoảng 9 phòng.
trạm dừng chân Phước Lộc, Paraguay. Ở đây bán bánh nè, nhiều quá. Và hôm trước mình có đi rồi, mình gặp dì Kiểm là dì của anh hai. Mình ăn cái món hủ tiếu rồi, nhưng mà hôm nay mình không ăn nữa, mình sẽ quẹo qua bên đây mình ăn bánh mì nha các bạn. Đó, mình thấy người ta trưng bày bánh mì thịt, bánh mì hamburger đồ quá chừng luôn. Mình nhìn thấy mình cũng thích. Mình không có thích ăn cái những ở phía bên kia, muốn ăn cơm hoặc là hủ tiếu, phở gì đó thì phải mua phiếu và đứng xếp hàng lâu quá, mình mất thời gian quá. Thì mình không có muốn đứng chờ đợi, mình ghé đây để mình mua ổ bánh mì mình ăn cho rồi một lát mình lên xe mình uống nước vậy thôi, để mình ăn thử coi ngon không, chứ mình thấy người ta trưng bày đẹp quá hà, mà không biết có ngon hay không ha. Hai 28 hả? Đúng rồi. Cái nạc đừng bỏ mỡ. Cái nạc cho cô. Nước tương hay là muối tiêu cô? Nước tương. Bỏ rau vô, bỏ cho cô miếng ớt luôn. Cô ơi, bánh mì tính tiền lên giúp con nhá. Bánh tiền đâu? Ủa vậy hả? Của cô là ăn nhiêu ạ? Hamburger hả cô? Không, hồi nãy ủa bánh mì thịt đó. Dạ 28 ngàn. 28. Đây. Rồi của cô đâu? Cô đang nướng đó cô. À vậy hả? Lấy gì đó anh? Bánh mì với mỏng hơn rồi. Rồi bây giờ mình ra cái ghế này mình ngồi cho nó thoải mái nha. Ở đây được cái là mình muốn ăn cái gì á, mình đem vô mình ngồi mình ăn rộng rãi. Còn ở bên Thạnh Bưởi á, mình vô mình cũng phải ăn của người ta chứ mình ngồi ăn kỳ quá. Ở đây được cái ghế bàn rất là nhiều luôn. Đó, mình muốn ăn cái gì cũng được, mình muốn ăn đồ ăn mình cầm theo cũng được. Rồi bây giờ mình sang bánh mì. Bánh mì nha, mà cả nhà ăn bánh mì nha. Hồi kỳ trước mình đi á, là mình ăn hủ tiếu. Hủ tiếu là đi chung cái gặp dì Kiểm á, dì Đãi ăn hủ tiếu luôn. Nhưng mà mình muốn ăn hủ tiếu hoặc cơm á, là mình phải mua cái phiếu. Mua cái phiếu là 60 ngàn, ở trong đó có ly nước luôn. Mà mình thấy là đứng xếp hàng lâu quá. Thôi nhưng mà mình cũng thích ăn bánh mì. Bánh mì lẻ lắm, vô mua cái có liền đây. Đó các bạn, hồi nãy mình quay về đó thấy không? Mà mình cũng thích ăn bánh mì tại vì đi xe đó các bạn, mình nên ăn cái gì khô khô, đừng ăn đồ ướt. Biết sao không? Ăn đồ ướt cái vô nó dễ ấy lắm. Mình phải đi vệ sinh hoài mất công, phiền phức người ta lắm, cho nên mình đi đâu mình đi xa mình phải ăn bánh mì để cho nó rút nước á. Mời các bạn nha. Bánh mì bánh bao. Trời ơi, nó bỏ ớt cay quá. Nãy mình nói nó bỏ ớt, nó bỏ quá trời luôn, lấy ra bớt. Cay xé mày. Ăn xong mà lên lò lên xe có chai nước của người ta cho nó mình uống. Tiết kiệm nha. Đi xe là phải tiết kiệm. Ăn mì nhớ ai phải không? Nhớ Úc Bình. Úc Bình đó, khoái ăn mì lắm. Về Việt Nam đi mua mì ăn không à? Khi mà mình về tới nhà á, mình đi đường á các bạn,
mình đi đường mệt lắm, mình về tới nhà mình ăn đồ nước, ăn chẳng hạn như là cháo gà, bánh canh, hủ tiếu, mì hay là cái gì có nước á, phở, ăn cho nó khỏe. Mình xin nhà ăn trước với là bà chị rồi. Ăn cái gì quá không? Mì Hoành Thánh. Ăn cũng được, thịt. Mình đi đường xa, mình không có dám ăn cái sốt mayonnaise đó, sợ nó đau bụng, yếu, nguy hiểm. Ăn khô vậy được rồi. Ở đây có bàn quá chừng rồi, để cho người ta ngồi người ta ăn á. Nước của Phương Trang, Phương Trang cho mình lấy mình uống. Đã khác. Như hồi nãy trước khi đi á, anh Hai anh mua cho mình cái này nè, để ăn lót dạ trên đường đi cho các bạn. Khi mà xe nó dằn dễ đói lắm. Rồi hôm qua gọt cái bưởi, lấy me hai muối bưởi đem theo ăn cho nó tiêu. Tiếp theo là phải bịch thuốc nè, những cái phụ tùng của người lớn tuổi. Biết này gì không? Củ gừng. Đây, củ gừng để khi nào phòng khi nào mình ăn không tiêu, mình trúng gió, mình cạo, mình lấy mà như là mình xay xe đó, mình lấy mình ăn rất là tốt. Muối tiêu thấy kỹ không? Rồi ha, sơ sơ vậy thôi ha. Cho các bạn coi cái này luôn. Đi đường xa là phải vậy. Ai biết gì không? Đồ gạo gió, chai dầu. Đó, chai dầu với đồ gạo gió. Đau cạo nhưng mà cái xe người ta không cho sức dầu nha. Xe đi. Bây giờ á, mình ăn xong rồi nha, bây giờ á, là mình sẽ ngủ một giấc. Nói ngủ chứ nằm nhắm mắt chứ mà đâu có ngủ được đâu, xe nó chạy á, sập sình á, khó chịu lắm. Rồi nhắm mắt cho khỏe thôi. Rồi, sau đó dậy ăn tiếp, chứ đó bụng cái mình ăn tiếp. Đó, vậy đó, cái người lớn tuổi đi là phải chuẩn bị gì đó các bạn. Gần tới nhà rồi nha cả nhà. Đó, cho nên là mình sẽ chuẩn bị ha, hành lý để mình đi xuống. Hẹn gặp lại các bạn ở nhà nha. Và đây mình đã chạy vào quốc lộ 20, ở ngay chỗ này là xa lộ Hà Nội. Và mình sẽ đi vào bến xe miền Đông mới.
đó, nằm ở chỗ gần Suối Tiên đó các bạn. Và sau đó người ta sẽ có xe trung chuyển để mà chuyển mình về bến xe cũ, bến xe miền Đông cũ. Bởi vì xe mà 50 chỗ chở khách á, người ta không có cho vào thành phố, người ta không có cho vào, tại vì xe đó lớn lắm, xe giường nằm mà xe này nè nó lớn quá đi cho nên sợ kẹt đó các bạn. Và bây giờ mình sẽ bước vào bến xe miền Đông mới nè, để có nhân viên ở đây ngồi để phục vụ cho xe khách, mấy cái xe trung chuyển này nè, người ta sẽ chuyển khách về đúng nơi của người ta đó. Còn mình thì mình sẽ về bến xe miền Đông cũ, chở ngay cái chỗ mà bến xe Hàng Xanh ngày xưa đó các bạn đó. Rồi bây giờ mình sẽ chuẩn bị mình lên xe nha. Rồi thì mình đã đến nhà được bình an nha các bạn. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, nghỉ ngơi một chút rồi mình sẽ được chị mình cho ăn một cái tô này, đó là tô mì Hoành Thánh xíu xíu đó, chị mình ship về ăn cho nó ngon. Chứ cái món này nấu cũng được, nhưng mà ship về ăn thử cái chỗ này nó nấu ngon hay không đó các bạn. Nhưng mà mình ăn rồi rất là ngon luôn nha. Mì Hoành Thánh rồi có sủi cảo nữa. Mà các bạn hãy cùng với mình ăn cái tô này thử như thế nào nha. Đường nước nó khỏe. Trời ơi, có cái này là cái vịt nè. Vịt tiềm hả? Rồi vịt nướng nữa ngon quá ha. Cái cọng mì nó ngon lắm nha cả nhà. Quỳnh Thánh đó, mì cái này, cục này là cục Quỳnh Thánh nè. Đó, mà cả nhà cùng ăn nha. Cái này là có cái đùi vịt nữa nè. Rồi thì xin mời cả nhà hãy cùng ăn cái món mì Hoành Thánh này với mình sau khi về đến nhà được bình yên nha. Và mình cũng xin kết thúc video ở đây. Mong rằng các bạn sẽ yêu thích và luôn luôn ủng hộ Kim Hòa Thời Trang và Cuộc Sống. Mình về Sài Gòn rồi thì mình sẽ review những hoạt động ở Sài Gòn cho các bạn xem. Và cũng không quên cảm ơn cả nhà đã luôn quan tâm và theo dõi kênh của Kim Hòa Fashion. Rồi bây giờ thì mình xin chào tạm biệt cả nhà nha. Bye bye.